rất nhiều khách hàng yêu thích cái mẫu bếp đời cao các bác ạ. Đây, mẫu bếp đời 2020 thì con bếp này là một chiếc bếp đời cao các bác nhá, đời 2020. Có cái phím bấm rất là hiện đại này các bác này. Phím bấm rất là hiện đại luôn. Đây. Đây, phím bấm rất là hiện đại này các bác này. Phím bấm dạ quang. Khay nướng này các bác này, khay nướng đẹp lung linh luôn các bác ạ. Khay nướng đẹp long lanh luôn các bác nhé. Đó là chiếc bếp mà ngày hôm nay em giới thiệu với các bác ạ. Các bác đang xem video trên kênh Hàng Nhật Bại Giá Rẻ Em Mai. Các bác ủng hộ em một đá đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like với ạ. Dạ, em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác trong chiếc bếp ngày hôm chiếc bếp này trong video ngày hôm nay các bác nhé. Thương hiệu Paloma các bác, thương hiệu Paloma này các bác này. IC của nó đây các bác, N con này là N86BSR các bác nhé. Phím bấm hiện đại này, mang thương hiệu Paloma. Thành vách rất là đẹp luôn, thành vách cực kỳ đẹp luôn. Đấy, kiềng thì bằng thép hợp kim, kiềng bằng thép hợp kim các bác nhé. Bo lửa thì bằng nhôm hợp kim, bo lửa là bằng nhôm hợp kim, rất là đẹp luôn, cực kỳ vuông thành đứng cạnh này các bác, cực kỳ vuông thành đứng cạnh, rất là đẹp các bác ạ. Thành vách của bếp này các bác này, thành vách siêu đẹp luôn các bác nhé. Phím bấm dạ quang, khay nướng đẹp này. Bây giờ em sẽ test lửa cho các bác xem. Lửa quá đẹp luôn các bác, lửa long lanh này các bác này. Đấy, lửa đẹp long lanh luôn. Còn lửa này thì mình vừa tiết kiệm ga mà lại không bị đen nồi các bác nhá. Con này thì đời cao. Còn về chức năng của nó là cạn nước thì tự động tắt lửa và tắt lửa thì tự động khóa ga. Đó là hai cái tính năng cơ bản nhất của bếp Nhật. Và cũng chỉ có bếp Nhật mới có thôi. Để em test luôn cho các bác xem. Em test luôn khay nướng nha các bác ơi. Đây là khay nướng của bếp này các bác này. Khay nướng thì lửa này, các bác nhìn thấy lửa xanh không ạ? Khoang nướng rất là rộng luôn. Các bác có thể nướng cá, nướng mực, nướng tôm, nướng cua, nướng cái gì cũng được ở trong cái khoang nướng này. Khoang nướng rộng. Ở Thanh Hóa nhà em có một nem nướng đấy các bác. Nem nướng sắp đến Tết rồi. Có bác nào ở gần mà có thích yêu thích cái món nem nướng của Thanh Hóa không các bác? Nhà em có bán ông nhà em thì có làm nem bán nhé các bác nhá. Nếu các bác ở gần mà có nhu cầu mua nem nướng thì để em gửi luôn các bác ạ. Khoang nướng rất là đẹp, khoang nướng này nướng nem ngon tuyệt vời luôn các bác này. Khoang nướng rất là đẹp các bác nhé. Bên này thì em sẽ thổi tắt lửa đi để test cái tính năng gió thổi tắt bếp khóa ga cho các bác. Còn bên này thì em đang test cái tính năng cạn nước tắt lửa khóa ga các bác nhé. Đấy, màu sắc của con này là màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột nên nó khá là bắt mắt và nó dễ nhìn, nó ưa nhìn này các bác. Đấy, nó không bị quá tối mà cũng không bị quá sáng các bác nhé. Nếu như mà bếp màu đen thì nó lại tối quá. Còn bếp màu sáng thì nhiều bác lại bảo là nó bẩn. Nhưng mà con này thì nó vừa màu nữa các bác này. Màu trung tính, màu xám lông chuột ạ. Rất là đẹp. Chức năng thì em cũng đã chia sẻ với các bác rồi. Cạn nước thì tự động tắt lửa và tắt lửa thì tự động khóa ga. Em test luôn các bác xem. Đấy, khóa ga rồi các bác nhé. Ui, nóng quá. Khóa ga rồi đấy ạ, rất là an toàn. Riêng cái tính năng an toàn thì mình một căn bếp nhà mình sắm tới cả mấy trăm triệu đúng không các bác? Tới cả ít thì cũng phải cả trăm triệu cơ. Mà đầu tư một chiếc bếp an toàn thì khi nấu nướng mình cảm giác rất là an toàn các bác ạ. Cái dòng này thì chống cháy nổ, chống rò rỉ ga, tuyệt vời luôn. Nấu nướng dù có quên tắt bếp, dù có quên tắt bếp, dù có gió thổi làm cho bếp tắt hay là làm sao đó mà bếp tắt mà ga bật thì nó cũng khóa ga cực kỳ an toàn các bác nhé. Đấy, nhiệt độ đáy nồi cao là bếp đã tắt lửa này các bác này. Tắt lửa thì sẽ khóa ga luôn. Đấy, khóa ga các bác nhé, nóng quá. Đấy, khóa ga rồi đấy, rất là an toàn. Đấy thì em chia sẻ cho các bác một cái mẫu bếp đời cao như thế này. Con mẫu bếp đời cao như thế này thì em bán với giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu. Các bác mà thích những cái mẫu bếp đời thấp, đời 11, 12, 13, 14 thì giá 1,8 triệu em cũng có các bác nhé.
triệu 8 hoặc là 2 triệu 2, em cũng có 2 triệu em cũng có. Tùy tùy vào nhu cầu của các bác để các bác có thể đưa ra được những cái lựa chọn phù hợp nhất ạ. Em xin dừng video ở đây và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ.